Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Khó khăn lắm mình mới chưa lọt vô cái nhà này á. Giờ mình cũng bự rồi. Nên là chắc có gì mình sẽ dỡ cái phần gỗ phía trên này mình thay bằng cái cửa rồng luôn á. Đây mình sẽ đập ra. Sau đó dùng chính cái loại gỗ này rồi mình làm thành cái cửa đi. Đó, mình sẽ được hai cái cửa rồng mới. Đây là cửa rồng bằng gỗ thôi. Trông cũng khá là ok. Giờ thì mình có thể thoải mái đi ra đi vào, không còn phải khom khom giống như khi nãy nữa. Ngoài ra thì mình còn có thể biến cho cánh cửa rồng này nó trông kiên cố hơn. Mình sẽ cần có một cái nón đấy. Đây, làm cái nón sắt rồi ghép với cửa rồng thôi. Đó, giờ mình đã có cửa rồng sắt rồi. Giờ thì thử gắn vào nào. Wow, đẹp thật sự. Uầy, cái này giống như là một cái đôi cánh rồng vậy á. Đó cũng là mục tiêu của mình trong thời gian sắp tới á nha. Sắp rồi. Còn bây giờ thì trở lại với công việc ngày hôm nay nè. Mình trở lại cái căn nhà này chủ yếu là để mình lấy vảy rồng Sapphire. Mình còn đúng có một cái vảy rồng Sapphire trong cái rương này thôi. Nên là mình cũng sẽ dùng nốt. Ủa cái đe. Oh no, cái đe không có bên đây hả ta? Vậy để mình làm cái đe mới đi. Đặt nó xuống ở đây. Rồi sửa cái ủng lại thôi. Mình sẽ tăng lên được 100 mấy độ bền. Ủa sao cái đe này sửa mới có một lần là hư rồi. Quay sửa đồ bằng rồng, vảy rồng có vẻ là khá là mau hư đe á nha. Giờ trời mưa hết ta. Trời mưa thì cũng không có mừng ăn gì được. Thôi đi ngủ. Bữa giờ thì trong cái hang động rồng của mình chào đón khá là nhiều thành viên mới. Nào là kỵ sĩ rồng, một cái thành viên bất đắc dĩ thôi. Rồi rồng rác nè, cũng như là những cái nhóc rồng tí hon. Rồi thế nên là bây giờ mình muốn làm một cái nơi ở dành riêng cho một trong những cái người bạn mới đó. Chắc mình sẽ làm cho rồng rác cũng như là rồng tí hon nơi ở trước đi. Ui cái gì đây? Ui mới sáng sớm là tóc biến ra đây rồi. Oh no no, đi vô trong lại, vô trong lại. Đừng có ly lung tung. Trời đất ơi. Điểm buông số là coi có thiếu không. Ê cái tên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok đủ buông số nha. Nhất là cái em này nè. Em này là rồng tí hon đậu đàn đó. Ê ngươi. Ui trời ơi ngựa xuống. Đi vô trong. Đã không có ra nắng được rồi mà cứ ngựa đi ra ngoài. Thì cái tên đó đóng cái cửa lại. Đó các bạn thấy chưa. Mấy cái nhóc này quậy lắm. Nên là mình phải làm cái nơi ở riêng mới thôi. Và cái nơi ở riêng này mình dự tính là sẽ xây sát bên cái nơi ở cũ của mình. Sát cái hang động của mình luôn ha. Chắc là đâu đó ngay đây nè. Nhưng mà để mình dọn mấy cái cây bớt mới được. Tại đây là cánh rừng mà. Nên là hơi bị nhiều cây luôn. Mình dọn ra chắc cũng được một cái khu khá là phẳng để mình có thể bắt tay vào việc xây dựng đó. Sẵn tiện rồi mình có thêm gỗ một tí nữa mình xây luôn. Ồ, mình có một vị khách không mời mà tới. Người ta chưa có xây dựng gì hết là tới kiếm mối hả? Đi vô khác chơi. Úi, ôi, thôi xong rồi mình lại. Úi, cái gì? Úi. Ui, cái thanh niên đó mang trong người một khối kim cương. Giàu vậy? Cũng được quá ta. Ơ nhưng mà như mình chơi hơi lố rồi. Mình tự nhiên mình tấn công bằng cái đòn cực mạnh thế là. Chết rồi bữa nay. Thôi ơi, tự nhiên mình lại quậy rồi. Sau khi đã có được một cái mặt bằng tương đối rộng như vậy rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng thôi. Đây, cái cổng đó là 2x3. Để một xíu mình đặt cái cửa rồng vào thì nó sẽ vừa khít luôn. Và dự kiến là mình sẽ xây dựng nó theo kiểu giống như là một cái bức tường thành vậy á. Nhưng mà đây là một cái bức tường thành mini thôi. Đủ để rồng có thể sinh sống và chạy nhảy bên trong một cách thoải mái. Phía bên này thì sẽ có một cái chỗ giống như là tháp canh để mình có thể leo lên và quan sát tình hình ở xung quanh một cách dễ dàng hơn. Tương tự đầu này cũng sẽ có một cái nữa nè. Ở mặt sau thì cũng sẽ có tháp canh và cái chỗ tháp này sẽ là chỗ tháp cao nhất luôn. Nên là mình sẽ xây cho nó rộng hơn mấy cái còn lại một tẹo. Chỗ này sẽ là cái nhà để mình có thể chui vào ngủ cùng với những cái nhóc rồng. Đó, sơ bộ thì cái phần khung của cái lâu đài này sẽ trông như vậy. Ui nhưng mà hình như nó hơi dẹp ta. Còn thừa đất quá trời nè. Ồ chắc mình mở rộng ra đi. Mình hơi tiết kiệm diện tích rồi. Đi ra chỗ khác đi trời ơi. Người ta xây chưa xong nữa mà dành vô ở trước rồi. Để coi bán gì nào. Bán đá củi. À, cái nhóc này bán đĩa nhạc.
Trời ơi, dân quẩy lấy rồi, bán toàn đĩa nhạc thứ dữ thôi. Mèn đấy ô. Thôi đi đi, tôi không có phải là dân quẩy đâu, không mua đâu. Rồi, sau khi xây xong cái khung thì cái chỗ ở của những cái nhấp rộng sẽ có cái kích thước như vậy. Giờ thì mình sẽ tiến hành xây cho nó chi tiết hơn. Chắc mình sẽ bắt tay từ cái cổng trước đi. Ở những cái khoảng trống này thì mình sẽ lắp vào những cái hàng rào. Ồ gì thì cao quá không ta? Hình như hơi cao rồi đó. Đập bớt đi. Mình sẽ đập bớt rồi mình sẽ lắp cái cửa sập này vào ha. Chắc nó sẽ có hàng rào hai ô thôi. Phía trên là những cái cửa sập như vậy. Còn chỗ này thì mình sẽ thay bằng những cái phiến đá màu trắng. Cái đá này lần trước mình đào hang nè, nó dư quá trời nên là mình chế thành cái đá này cho nó nổi bật hơn luôn. Đấy. Trông cũng khá là được mắt. Ừ, nhưng mà khoan, cái phần trụ tháp canh này chắc mình phải thay thế thôi. Mình sẽ chỉnh lại một xíu. Mình sẽ thay thế bằng những cái thân gỗ vân sam giống như vậy. Thì trông nó sẽ như thế nào? Mình muốn xem thử. Đây, lắp vào liền. Ồ. Lắp vào thì nhìn trông nó lại đẹp hơn này. Được quá ta. Hợp lý, chắc mình sẽ thay thế cái phần trụ tháp canh thêm một ít cái gỗ đi. Tại vì mình muốn muốn kết hợp giữa vật liệu xây dựng là đá với cả là gỗ luôn. Thì trông nó sẽ tự nhiên và đẹp nhất. Mình sẽ thử làm cái cửa này gắn vào thử coi. Coi coi có phù hợp không. Khá là phù hợp này. Rồi chốt luôn, mình sẽ dùng cái loại cửa này. Như vậy thì mình đã chính thức xong được cái phần mặt tiền rồi. Giờ thì chắc mình sẽ hoàn thành nốt cái phần hàng rào xung quanh đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xây cái ngôi nhà ở bên trong. Ủa cái gì đây? Người ta đang xây nhà mà con này. Đi chỗ khác. Nhà ta chưa khánh thành nữa. Đi chỗ khác mà chơi. Ủa, nhện siêu tốc. Trời. Hết dơm bay cầm cúp rồi giờ tới nhện siêu tốc nữa. Ui, từ của tới gripper điện. Thôi 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 thôi. Chắc tới lúc rồi đó. Cháu, thông điệp vũ trụ là khuyên mình nên đi ngủ liền á. Kẻo bọn chúng lại tới ăn tăng gia sớm nhà mình nữa thì toang. Hello. Anh này tính ăn tăng gia nhà mình bằng cục đất hay gì kìa. Đây, lại đây, lại đây. Xin luôn, xin luôn. Cái gì chứ đất mình không có chê. Xin nhá, xin cục đất. Lắm. Sau khi trang trí xong cái phần tường thành thì bây giờ cái chỗ này nó sẽ có hình dạng giống như vậy. Còn thiếu gì không ta? Chắc mình sẽ đặt thêm những cái lửa trại ở phía những cái cột bên này nè. Để cho nó phất phơ mấy cái khói lên ấy. Chắc xong sẽ đẹp hơn á. Được đó nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn. Mình xây cái phần ngôi nhà bên trong đi. Nãy giờ lo xây bức tường thôi mà chưa xây được cái ngôi nhà bên trong nữa nè. Có thích khách, có thích khách. À, thích khách này làm liều. Thì ra ngươi chọn cái chết. Cú cắn của rồng. Thì thích khách hả? Nhà ta chưa xây xong nữa mà lại ăn tăng gia sớm rồi. Cuối cùng thì cũng có thể đưa những cái nhóc rồng này qua bên kia ở rồi. Nhưng mà trước tiên thì để mình ngủ giấc trước cái đã. Để cho trời sáng. Rồi sau đó thì mình sẽ đánh thức mấy cái nhóc rồng này dậy. Dậy đi mấy ông cháu ơi. Ngủ gì thẳng kè dữ vậy. Đây đây đây, thức dậy đi. Rồi có một vài nhóc đã thức rồi nè. Rồi ok, chuyển sang chế độ di chuyển bình thường rồi đó. Đi thôi anh, đi thôi anh. Qua nơi ở mới thôi. Let's go, đi theo nào. Anh đi này đi ăn tăng gia sớm vậy. Nhưng mà nay tôi không tiếp nha. Ê. Ôi, cái gì? What? Mình gặp một cái thanh niên zombie đội nón kim cương. Nhưng mà bữa nay có khách VIP tới nhà nè. Mình mới xong cái lâu đài này thì có kỵ sĩ rồng với lại hoàng gia tới. Đây là Kimberly. Wow, nhìn quý tộc thiệt chứ. Được quá nha. Đây, nhà tôi mới xây nè. Có gì vô tăng gia các thứ nha. Thoải mái đi, đây. Vô trong, vô trong. Chờ để mình đi vô trước nè. Sẵn tiện dắt mấy cái nhóc rồng qua nơi ở mới luôn. Vô nào, vô nào. Thích nhá. Từ giờ thì rồng đã có nơi ở mới rộng rãi hơn, cũng như là an toàn hơn rồi. Thoải mái mà sống trong đây.
Rồi, trong này thì mình cũng xây dựng thêm mấy cái chỗ giống như là chỗ tập luyện đâu nè. Đó, đây chính là khu vực tập luyện. Rồi đây là nhà cho mấy cái nhóc rồng có gì ngủ. Còn chỗ này là chỗ ngủ của mình. Mình chưa có lắp cửa vào nữa, nhưng mà đại khái nó sẽ cao như vậy để mình ra vào thoải mái hơn. Bên trong thì không gian đủ để mình sinh sống thôi. Còn phía này là phía tòa tháp canh nè. Mình cũng có xây một cái cầu thang để đi lên trên. Mình có thể quan sát xung quanh một cách dễ dàng hơn từ vị trí này. Đó, cái view khá là ok đó nha. Rồi, có vẻ là hoàng gia cũng khá là thích nơi ở mới của mình hay sao cơ. Ok, được luôn, thích thì mình dắt vô trong thôi. Mình dễ lắm, mình cũng khá là hiếu khách đấy. Này, đi vô. Để mình bắt cái người này cái đã. Ẩm vô trong. Ủa? Sau đó thì thả ba. Rồi, nhốt trong đây luôn, không cho đi luôn. Ồ, đây là con trai con gái vậy? Ồ, cái này nhìn giống như công chúa vậy ta. Ui, tóc dài. Ồ, đây là công chúa hả? Oh my god. Wow. Đội vương miện đâu kìa. Chơi. Mới làm xong lâu đài xong có công chúa tới thăm luôn ạ. Trời, nay mình VIP gì vậy? Ôi xong rồi. Mấy bạn FA mà thấy cái cảnh này chắc là cũng hơi chạnh lòng á nha. Mùa đông cũng sắp tới rồi. Cái tới nhờ. À. Để mình về nhà mình làm một cái thẻ tên rồi mình đặt tên cho công túa mới được. Ui giời ơi. Chắc mai mốt mình không cho ở trong hang đến đâu, mình ra ngoài mình ở đây. Rồi đặt tên cho công túa. Yeah. Tuyệt vời luôn. Thôi mình tính dắt mấy thanh niên vệ sĩ, kỵ sĩ này vô trong á, nhưng mà thôi. Đây là không gian riêng của mình với công túa mà. Đâu có cho mấy cái thanh niên kia vào trong được. Công chúa ở nhà chơi với rồng của mình đi nha. Mình còn lên đường đi khám phá các thứ đồ nữa. Ok, công việc lo cho những cái nhóc rồng của mình hôm nay đã xong rồi. Ơ, hồi nãy giờ mình quên đem Red ra ngoài ta. Ồ, để người bạn này ở bên trong cái mốp capsule cũng lâu rồi. Ở đây thân thiện nha, canh chừng rồi bảo vệ công chúa giùm tôi á. Giờ thì mình có thể an tâm đi khám phá hơn rồi. Ở trong cái rương nhà mình á, thì mình thấy mình có hai cái vật tổ trường sinh. Mình loot được trong những cái chuyến khám phá từ rất là sớm. Thế nên là mình đã tăng cái độ tự tin lên rồi. Mình quyết định là hôm nay mình sẽ trả thù cái con boss Ignis ở bên địa ngục. Nhưng mà để chắc cú hơn nữa thì chắc mình phải nâng cấp cây kiếm của mình lên. Hiện tại thì cây kiếm rồng băng của mình á, nó chưa hề được cường hóa bất kỳ một cái dòng nào luôn. Vậy nên là bây giờ mình sẽ vô trong nhà để mình lấy ngọc Lully. Rồi chạy ra phía sau nhà để mình cường hóa liền ha. Hy vọng là nó sẽ cho mình cái dòng sắc bén thì càng tốt. Đập. Đập cấp độ 5 thì cũng tương đối tốt đó. Nhưng mà để xem coi nó có cho thêm sắc bén hay không nha. Ây, cho đẩy lùi. Vậy thì không tốt rồi. Chạm hỏng này. Wow. Chạm hỏng là nhiều khi nó lại cho thêm những dòng khác đấy. Thường là vậy. Ý, lần này là file expect. Ồ, như vậy thì mình sẽ có được một cái thanh kiếm kiểu như là băng lửa. Nhưng mà sát thương vẫn vậy thì cũng như không à. Cái con Ignis đó nó lại miễn nhiễm với lửa nữa chứ. Thôi chắc phải cường hóa thêm rồi. Sắc bén cấp độ 4. Ồ, vừa đủ kinh nghiệm luôn ạ. Hên thật sự. Rồi. À, đồng thời nó còn cho mình nhặt cấp độ 3 nữa. Uầy. Tốt này. Thứ mình muốn cũng đã có rồi. Tuy nhiên đánh đổi lại thì mình mất khá là nhiều cái thanh năng lượng rồng của mình từ việc mất cái cấp độ ấy. À, căng thẳng chưa? Như vậy thì chắc mình sẽ dành số kinh nghiệm còn lại mình cộng cái điểm năng lượng rồng đi. Nó sẽ mất một lần là 6 kinh nghiệm hả ta? Ok, tuy nhiên thì mình sẽ có được một cái điểm năng lượng rồng vĩnh viễn luôn. Dù mất bao nhiêu kinh nghiệm mình cũng không bị giảm ấy. Rồi ok. Một tí mình chịu khó mình cày kinh nghiệm lại thôi. À, bây giờ mình còn một ít kinh nghiệm nè. Để mình nâng thêm cái kỹ năng. Đó chính là tăng tốc. Cái này thì nó sẽ giúp mình tăng tốc độ khi mà mình di chuyển trên những cái block liên quan tới hang động. Chẳng hạn như là đá cuội. Đây. Đó. Khi mình đứng trên đá thôi là mình sẽ lập tức mình di chuyển nhanh liền. Không biết mấy cái đá địa ngục thì nó có tính là đá hay không ha. Tò mò quá à. Ví dụ mà nó tăng tốc độ khi mà mình di chuyển trên đá địa ngục nữa là tuyệt luôn.
mình có thể chạy và né đòn của cái tên Boss Ignis nó một cách dễ dàng hơn. À, tí nữa thì quên, mình còn có... Ôi, cái gì? Ủa sao nó chui vô đây được? Mình sẽ lấy trong cái rương của mình ra có một ít cái da gấu. Đây. Và mình sẽ chế tạo áo choàng. Một cái áo choàng như vậy thì nó sẽ cho mình thêm 3 cái điểm giáp nữa. Tốt, mình sẽ mặc vào liền. Ồ, nhưng mà khoan, cái này nó chỉ có thể cộng giáp khi mà mình mặc trên người thôi hả? Yêu. Ui, vậy thì cái áo choàng da gấu này cũng không tốt rồi. À, là mình cứ tưởng. Ok, nhưng mà không sao, mình sẽ biến mình mạnh hơn bằng cách ăn táo cũng được. Đây, mình phát hiện nhà mình còn ít táo nè. Mình sẽ kết hợp với vàng để làm thành những trái táo vàng. 7 trái chắc cũng đủ dùng trong một trận chiến rồi đó. Ok, mọi thứ mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Giờ chính là thời khắc để mình lên đường và đánh bại cái con Boss Ignis đó thôi. Một là trả được mối thù này, hai là thù chồng chất thù. Nhưng mà mình mong là mình sẽ kiểu như trả thù được. Rồi ok, ủa công chúa rồi. Ui công chúa. No. Công chúa đừng lên trên nghe, lên trên rồi bỏ trốn là mình về không thấy là lại buồn á. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Gì đây? Ui, sao mình mới trở lại thôi là bị thanh niên mèo này dí rồi. Láo thế nhờ. Ủa mình có động đại gì tới thanh niên đó đâu. Bất ổn thiệt. Ui. Ở đây còn tên nữa nè. Thôi lỡ xử rồi xử hết luôn đi. Tại bọn chúng kiếm chuyện với mình chứ bộ. Gì vậy nào, bình tĩnh nè. Tôi muốn vô đánh boss thôi à. Tại mấy thanh niên này tự tìm tới cái chết đó nha. Rồi giờ mình sẽ mở đường cho rộng hơn để mình nhảy vô không có bị té. Ok, mình đã trở lại. Và... Ui, mình đứng trên mấy cục này nó không có tăng tốc độ di chuyển cho mình rồi. Hơi tiếc nha. Ui kìa, con boss kia rồi. Mình đã thấy con boss ít nít. Ô, nó vẫn ghê như ngày nào. Vật tổ trường sinh thì mình sẽ cầm lên. Dạ, mình vẫn có thể cầm được vật tổ trường sinh nha. Tuyệt. Rồi con boss đang tấn công bằng đòn quả cầu lửa. Mình sẽ né trước cái đã. Dậm à. Vô. Đánh giáp nó cạch. À né được rồi. Lần này thì mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Ý. À. Ouch. Hắn đánh thốn quá. Chắc mình phải ăn một trái táo để tăng khả năng hồi phục. Và áp sát đánh liền mới được. Mình không thể chạy trốn mãi được. Tấn công nào. Người hãy trả giá đi. Tên Ignis kia. Ui. Này thì boss nè. Bữa nay là mình khô máu luôn. Tấn công luôn. Ui. Hắn chuẩn bị tung cái đòn đâm lũng bụng đó. Ghê lắm. Ủa, hắn biến hình rồi. Ow. À người biến hình ta cũng biến hình. Đợi mình xíu. Mình lên đây mình tăng giáp trước rồi đó. Ui bây giờ hắn đã biến thành hình dạng màu xanh rồi. Màu xanh nước biển. Ghê quá. Phải thật cẩn thận. Câu rễ tầm xa tiếp trước khi áp sát và cận chiến hắn. Ui cái đòn quả cầu lửa cực mạnh của mình không có tác dụng luôn. Cố lên. Người có vẻ ngầu đấy nhưng mà ta cũng không có ngán đâu. Hắn có cái khiên quá là lợi thế luôn. Có thể chặn được những đòn đánh của mình. Yêu. Hắn đang tấn công bằng quả cầu. Né. Né được. Yes. Ý. Đâm hụt. Người đâm hụt là người xác định rồi. Mình sẽ chặt hắn. Ây. Kiếm hắn dài vậy. Hắn còn dơ khiên lên đỡ nữa. Rồi. Lại tung trưởng. Né. Ây. Né hụt rồi. Ý, hắn nhảy. Áp sát. Chặt hắn. Ui. Mình mà dính liên tục vài cái đòn cận chiến của hắn thôi là mất được cực kỳ nhiều máu luôn. Ui. Trời ơi, cái ủng của mình gần hư rồi. Oh no. Ui, hắn dí theo mình xuống dưới luôn hả? Ghê hả? Ai dưới này còn có con gát nữa. Ui, tí nữa là mình gắt luôn cái ủng thôi. Mình có đem theo đồ. Ok, mình có kim cương. Để mình chế tạo một cái ổng kim cương mình mặc tạm đi. Trời ơi, con gác còn bắn mình nữa chứ. Đá người ta khó khăn rồi mà. Này thì bắn. Rồi, làm một ổng kim cương mặc tạm đi. Chứ không thôi mình thọt giáp hơn là đánh với boss hơi căng đấy. Con này nó mạnh mà. Ui, giờ nó cam ngay đây rồi, sao mình chơi nó ta. Ờ, mình thử, bây giờ mình phun lửa coi.
Bây giờ mình phun lửa vẫn không có thể gây được sát thương cho nó. Ui, nó chọt. Thôi chắc mình phải chạy lên trên chỗ rộng lớn hơn đánh nhau cho nó dễ. Ê, nó lại đâm lỗ bụng mình tiếp rồi. Ui, cái con này nó có cái skill đâm lỗ bụng ghê quá. Lần trước mình bại trận trước nó là cũng do cái skill đó đấy. Nó nhảy. Wow, bây giờ nó còn được hiệu ứng rơi chậm gì nữa cơ. Ấy. Ui, nó đâm chí mạng. Ui, nó dựng khiên lên rồi. Lúc nó dựng khiên là mình đánh nó không có vô máu đâu. Ấy, người đập hả? Người cắm kiếm thì ta cũng đánh người luôn. Ui. Thông quá. Mình cần ăn táo để hồi phục lại. Wow. Ui, nó nhảy kìa. Nó còn rơi theo kiểu slow motion nữa. Này thì rơi slow motion nè. Ui, nó quýnh mình lọt xuống nhung nham luôn à. Không được, mình nấp ở dưới, mình cũng bị nó đánh thôi. Ây, ơi mình mắc kẹt rồi. Oh no. Ây. Chết không, mình bị mắc kẹt ở dưới gốc lắc á. Mình phải chạy khỏi đây thôi. Ui, da nó vẫn đâm lũng bụng mình được á. Chết tiệt thật. Ui, tí nữa thì ngõm rồi, may là mình có cái vật tổ trường sinh đấy. Ôi, bây giờ nó còn có skill mới nữa. Ây. Ouch. Wow. Con boss này nó nhiều kỹ năng quá. Trời. Nó có đòn chặt tầm ngang cơ. Nhưng mà bây giờ có vẻ là nó đã mất cái khiên rồi. À, cái pha ở dưới nhung nham đó. Vậy mà làm hắn mất được cái khiên. Mặc dù, ui. Mặc dù mất cái khiên nhưng mà nó được vẫn rất là mạnh nha. Trời ơi, nó có siêu hồi phục nữa. Giáp mình, ui mình gách luôn cái quần rồng rồi. Mình sẽ tung trưởng đó. Ui, trưởng không có tác dụng. Sao cái đòn chặt của nó thốn ghê luôn á. Ê, mình có cơ hội thắng. Giáp lá cà. 7 hit nữa. Ui, mình đã làm được rồi. Cuối cùng mình cũng đã đánh bại được cái con boss Ignis ở trong cái đấu trường này. Và nó cho mình 3 cái Ignitium ingot. À, đây là thứ để mình có thể chế tạo được cái khiên mà nó sử dụng để đánh mình bầm dập giai đoạn đầu nè. Ngoài ra cũng có thể làm được cây kiếm của nó nữa. Wow, cây kiếm nó có vẻ xịn nha. Ngoài ra còn có thể làm được cái giáp cơ. Giáp xịn này. Nhưng mà bây giờ mình chỉ đủ để làm một thanh kiếm hoặc là một cái khiên thôi. Và chắc chắn rồi, mình sẽ làm kiếm thay vì khiên á. Vì mình không thể nào dùng được khiên hết. Oh my god, thì cái con boss này có thể nói là rất là khủng khiếp luôn á. Có được đồ xịn, thế nhưng mà bây giờ mình đã hư hết giáp rồi. Cái nón thì còn đỡ, tại vì nó có sửa chữa nên là nó có thể sửa lại từ từ được. Còn cái áo thì nát bét hết rồi. Chắc về mình phải làm một cái set giáp rồng mới á. Về tới nhà, công việc đầu tiên là mình sẽ đi tìm que quỷ lửa cái đó. Không biết mình còn que quỷ lửa không. À còn nè, may quá. Mình cần 4 cái que quỷ lửa. Kế tiếp đến là cần một ít netherite. Đây. Cũng như là một thanh kiếm luôn. Một thanh kiếm bằng kim cương. Xong, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công đoạn nâng cấp thôi. Mình sẽ nâng cấp kiếm kim cương lên kiếm netherite. Rồi từ kiếm netherite, mình sẽ chế tạo thành cái thanh kiếm của cái con boss hồi nãy nó quánh mình. Thanh kiếm này có tên là The Incinerator. Cây này có 12 sát thương nha. Nó cũng mạnh cỡ cây kiếm rồng băng của mình lúc mà chưa cường hóa. Lắm luôn. Vô. Quay, có kia. Bây giờ mình vác theo thanh kiếm đúng ngầu luôn. Wow. Ngầu ác thiệt chứ. Không uổng công, mình đổ máu, mất giáp các thứ để có thể chế tạo được nó. Về khoe với công chúa liền thôi. Đây, mình ba cô về nhà. Ui giời ơi, công chúa đâu rồi? Ủa? Ơ, công chúa đâu rồi? Ôi, đừng nói công chúa bỏ mình đi nha. Ôi no. Đây, công chúa đây. Đúng không? Nhà, coi này.
cái kiếm của mình còn bự hơn cả công chúa cơ, bự hơn cả mình cơ mà. Đã thiệt, công chúa đang nhìn chằm chằm thanh kiếm của mình cơ. Đấy, đó là chiến lợi phẩm sau khi mình đánh boss về á. Mà chắc bây giờ mình cần phải đi ngủ. Hơi đuối. Sáng dậy thì công việc đầu tiên của mình đó chính là ôi con zombie này. Đi khác. Nét kiếm mới của ta. Một kiếm thôi là đi liền. Bây giờ thì mình sẽ coi mình còn bao nhiêu vảy rồng. À, mình còn nhiều vảy rồng xám nè. Được. Mình sẽ làm một cái bộ giáp rồng mới, bao gồm một cái áo, một cái quần và một cái ổn. Đây, để thay thế cho bộ giáp mình đang mặc hiện tại. Đó, giờ mình lại full giáp như bình thường rồi. Bộ giáp cũ thì chắc mình sẽ treo lên. Kỳ quá, thiếu cái quần mất tiêu à. Nãy quýnh bị con boss quýnh gách mất tiêu. Còn cái phôi ignitium này thì chắc mình sẽ cất đi. Để ít hôm mình có thêm thì mình sẽ nâng cấp thêm áo giáp. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường để tiếp tục cái hành trình đi khám phá, tìm kiếm thêm vùng đất mới của mình mới được. Với cả là luyện cấp lại cái đó. Tại vì mình sắp chuẩn bị tới cái công đoạn là đi tìm kiếm lại cái đôi cánh rồng rồi. Nên là mình cần phải mạnh hơn mới được. Hồi nãy mình yếu chắc cũng do một phần là mình đã hao hụt quá là nhiều cấp độ ấy. Nên là không còn đủ sức mạnh để có thể đánh con boss nó một cách thuận lợi nhất có thể. Ở cái vùng đầm lầy này mình thấy có một cái ngôi làng khá là to này. Ui, còn có chỗ có mấy con ma nữa. Ui, hơi căng nha. Mình chắc mình sẽ né cả mới được. Tại vì mấy con ma đó thù dai lắm. Chỗ này cũng có waystone nè. Để mình đặt tên ngôi làng số 4 đi. Có gì mình dịch chuyển tới cho nó nhanh. Sơ qua thì ngôi làng này cũng tương đối bự ấy chứ. Để xem nè. À, vô làng mà không lấy chuông mang về là làng sẽ buồn đó. Đâu rồi, đây chuông của làng đây. Với cả là lâu đài của mình đang bị thiếu cái chuông á, nên là mình mượn chuông của làng là khá là ok rồi. Hơi bị hợp lý luôn. Ui, cái anh này bị gì ơi. Ui, Trời. Ui, bình thường phù thủy chơi đồ không nói, bây giờ mấy người vệ sĩ cho ngôi làng cũng chơi đồ luôn. Xong rồi, hỏng rồi. Toan. Ê, gấu. Ủa gì nữa đấy. À, cái cây hồi nãy mà mấy cái thanh niên vệ sĩ trong làng chơi đồ nè. Trời ơi, cái cây nguy hiểm vậy. Mình muốn xử gấu. Hôm bữa gấu chặn đường, gấu quýnh mình bữa rồi. Bữa nay mình chủ động mình quýnh gấu luôn. Gấu đứng lại, gấu chạy đi đâu hả gấu? Lượm cục kẹo gấu liền. À, quên nữa, cây kiếm này nó có kỹ năng đó nha. Để bây giờ mình sẽ thử dùng kỹ năng coi. Coi kỹ năng. Ui, trời, kỹ năng này xịn lắm. Mình sẽ tạo ra được một cái cột lửa từ dưới đất tấn công lên trên, giống như cái con boss lúc nãy làm với mình vậy á. Hơi bị mạnh đó nha, cái này thiêu đốt dữ lắm đấy. Rồi, có hàng nóng để có gì sắp tới chiến đấu rồi. Đây, sẵn tiện có tòa tháp nè, vô mình test thử luôn. Lúc trước vô tòa tháp này mình cũng vất vả lắm á, để bây giờ mình vô coi bọn chúng có thể bán hành cho mình được hay không ha. Ủa sao vắng vậy? Không có con nào ra tiếp đón hết vậy? Trên này cũng không có luôn. À đây có nè. Để mình thử dùng cái đòn này coi. Mà cái đòn này nhược điểm là vận sức khá là lâu. Đó. Ủa sao kỳ á? Ủa sao? Ủa hình như nó không mạnh như mình nghĩ ta. Ôi, hình như nó không mạnh như mình nghĩ á. Hồi nãy con boss quýnh mình mạnh mà ta, sao mình dùng nó lại không mạnh như con boss nha. Ủa lạ vậy? Lại một lần nữa. Như vậy là nó không mạnh như mình nghĩ rồi. Trời đất ơi. Dẫn sức 3 giây nhưng mà tấn công không tiêu diệt nổi một con nhện hay là một con zombie nữa. Thời gian đó mình lấy cây kiếm mình đánh thường còn ngon hơn á. Bịp rồi. Thôi an ủi là chỗ này nó có vàng cho mình lấy về cũng ok. Với lại cục waystone nè. Lấy hết đi. Mèn đất ơi. Đừng để vẻ bề ngoài của cây kiếm này đánh lừa nha. Lừa rồi. Ê, có rồng. À chính xác. Đây rồi, có dịp để mình test sức mạnh thật của cái cây kiếm này rồi. Mình sẽ thử dùng cái đòn dẫn sức 3 giây đó, mình tấn công con rồng coi. Ủa? Đây là rồng sấm sét. Nó đang ngủ. Ui, nó tỉnh rồi. Ê. Thôi, không dẫn sức nữa, giờ mình sẽ đánh cận chiến nó thôi.
Mình sẽ lấy cây kiếm này mình gõ nó. Ui sao nó trâu vậy? Nhưng mà không sao, mình chặt cũng mạnh lắm. Nó sắp đi rồi. Dẫn sức cực mạnh. Để coi coi. Wow. Bây giờ dùng lên rồng thì lại mạnh ta. Hay là do rồng yếu rồi nên mình đánh cái rồng đi luôn. Ồ, cái này thì đánh thường khá là mạnh á. Nhưng mà đòn vận sức thì lúc mạnh lúc yếu. Khó hiểu thật. Này quýnh rồng dãnh dò luôn này. Và con rồng này thì chắc mình sẽ lấy trước một cái lọ máu đi. Để có gì mình còn dùng lọ máu nó trong một vài mục đích riêng của mình. Còn phần còn lại mình sẽ lấy hết vảy thôi. Không biết là được bao nhiêu vảy rồng đây. À, có vẻ là khá ít á. Ồ chính xác rồi, có 7 vảy rồng thôi. Wow, nhưng mà nay gặp được rồng sấm sét thì cũng ok đấy. Nhưng mà cái kiếm này chắc mình phải test thêm một lần nữa quá. Hồi nãy test chưa rõ lắm. Tại vì mình đánh cận chiến nó một lúc là nó đi rồi. No, no, chạy 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 chạy. Mình đi ngang cái làng nàng tiên trộm cắp. Ui thôi thôi đừng có đi theo tôi. Thôi thôi. Ấy, ở đây là cánh rừng gì mà ghê vậy? Ủa nàng tiên có lấy gì của mình chưa vậy? Rồi luôn lấy cái miếng thịt khét của mình rồi. Đó đó thấy chưa? Các bạn thấy mấy nàng tiên đó nguy hiểm chưa? Kiểm tra coi có mất cái quần không? À đây đây còn cái quần, may quá. À cánh rừng này là cánh rừng thiêu rụi. Mình vô đó là mình sẽ bị dính hiệu ứng yếu đuối rồi đào chậm các thứ liền. Kìa, cây đồ các thứ bị thiêu rụi đang thui thù lùi hết rồi. Wow. Còn dưới này có con zombie nè. Đội nón vàng đồ à, rít kít thế nhờ. Rồi ném mùi thanh kiếm mới của ta đi. Đó. Thì ra là phải dính nguyên combo thì mới mạnh được. Chứ nó dính cái rìa của cái đòn tấn công không thì cái kiếm này sẽ không phát huy tối đa sức mạnh đâu. Như vậy thì những cái nơi càng hẹp thì cái kiếm này càng mạnh nha. Mình thấy vậy. Còn đánh thường thì nó cũng mạnh. Ok. Đằng này mình thấy nó có một cái tàn tích cổng địa ngục này. Để mình qua đó mình kiếm thêm coi. Thường thường trong đó cũng nhiều tỷ lệ là cho mình táo vàng cường hóa. Mình không muốn bỏ qua cơ hội đó. Để coi. Đây. Ồ, không có rồi. Nhưng mà nó cho mình một cái mắt kính nhìn trong bóng tối. Cũng khá là hữu ích, giúp mình có thể nhìn trong được những cái môi trường nó tối hơn. Còn phía bên này là một cái vùng biển hả ta? Ê! Ôi, ôi, ôi! Hình như ở dưới là một cái tổ của con rồng băng ngàn năm. Ủa, phải không vậy? À, chính xác rồi. Tổ của rồng băng ngàn năm. Ê, ê, con này đi ra chỗ khác. Người dám cưỡi vẹt à? À, cưỡi vẹt không phải là ngon đâu cưng. Xác định ngươi rồi nhện. Đừng tưởng bay là dính là trốn được nha. Cái đòn này nó có thể tấn công phạm vi rất là cao á. Nên là bay cũng có thể dính đòn đấy. Ủa, còn dưới này là, wow, đây là Leviathan nhưng mà màu trắng. Quỳ đẹp vậy. Hôm bữa mình gặp Leviathan màu xanh xanh đen đen. Bây giờ gặp Leviathan màu trắng này. Mắt đỏ. Quay. Đã thật. Trời ơi gì. Chắc mình phải đánh dấu thêm chỗ này nữa thôi. Sau này nếu mà mình thuần phục được một cặp này á, là hơi bị tuyệt vời luôn á nha. Một trắng một đen. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức hạ gục được cái con boss chiến binh Ignis ở dưới địa ngục. Con boss đó thì có thể nói là rất là khủng luôn á. Và nó còn chưa rơi ra cho mình một loại khoáng sản xịn, giúp mình có thể làm ra được một thanh kiếm khổng lồ. Và sắp tới nó là trợ thủ đắc lực của mình trong những trận chiến. Nơi này thì bây giờ mình đã đỡ cô đơn hơn rồi, vì đã có công chúa sống chung bầu bạn cùng với những cái nhóc rồng nè. Khá là tuyệt vời luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình tìm kiếm lại cái đôi cánh rồng của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.